Hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí Đình Phùng TV. Lại là Hào đây. Và trong cuộc sống của mình á, thì chắc chắn mỗi người đều có một cái sự thay đổi nhất định về cũng như là cái gu này và cũng như là cái cảm xúc của mình dành cho một cái thứ gì đó ha. Và cũng như là trong thời trang và dĩ nhiên là trong nước hoa cũng như vậy luôn. Thì hôm nay Hào đã lựa đây là một vài chai nước hoa mà Hào muốn chia sẻ đến cho mọi người, đó là Hào đã có một cái cú quay xe. Và cú quay xe này nó sẽ có hai chiều nha, có thể là từ thích cho tới mình ghét, và từ ghét mình có thể chuyển thành là thích luôn nha. Nên hãy cùng xem thử là những cái chai nước hoa này có giống như là mọi người hay không. Let's go. Thôi mình vô mình nói thẳng đi ha, đó là một cái chai đầu tiên mà Hào để từ một cái mùi hương Hào rất là đam mê, Hào rất là thích. Từ lúc Hào mới bắt đầu vô làm nên một phim thì Hào biết được cái mùi hương này. Và nhưng mà dần đi Hào bị cảm giác nó bị phai nhạt đi, và Hào cảm giác mùi hương này nó bây giờ nó quá đại trà, Hào không còn thích nữa. Thì em nói đó chính là Baccarat Rouge năm 40 của nhà AFK Maison Francisco John. Chai này thì thật sự nói gì mình nữa, bây giờ ở thị trường Việt Nam nó quá là nổi tiếng nên với một cái mức mà Hào không còn cảm giác gì đối với nó được, mặc dù nó là một trong những mùi hương gọi là bán chạy nhất hiện tại ở Việt Nam luôn á. Nhưng mà nó với cái độ mà đụng hàng khi mình đi ra ngoài đường, có thể nói là 10 người thì hết cũng phải là 6 cho đến 7 người được sử dụng Baccarat Rouge năm 40 rồi, mà chưa kể tới là những cái mùi hương clone nữa nha. Và hồi trước Hào rất là đam mê chai này và đến độ Hào thích cái mùi hương em này, nhưng mà mùi hương em này thì dĩ nhiên nó sẽ hơi vượt budget của Hào một tí, cho nên Hào cũng không muốn bỏ một số tiền lớn này để mua chai nước hoa này, nên Hào cũng mua chai nước hoa clone. Nhưng mà bây giờ Hào ngán cái chai này đến mức mà Hào đã bán luôn cả cái chai nước hoa clone mùi clone đó rồi mà Hào không còn sử dụng nữa. Và cái chai Baccarat Rouge này là của công ty nha, của năm một phim mà lên công ty được xịt free mà Hào cũng không thèm xịt luôn á. Nói chung là mùi hương em này Hào gặp nhiều quá đến mức mà cái Hào bị chai sạn và cảm xúc đối với nó ha. Nên đó là một chai nước hoa mà Hào có chú quay xe từ là rất là thích, rất đam mê, nhưng mà bây giờ Hào không còn yêu thích gì nữa lắm. Ok, và nói về một cái cảm xúc khác là ngược lại đi ha, thì có một cái chai mà Hào mất khá là nhiều thời gian, có lẽ là cũng phải là nửa năm luôn á, tới tận nửa năm Hào mới thật sự cảm thụ được, dần nảy sinh tình cảm, với là nói chung là có nhiều tình cảm hơn dành cho nó. Thì chai này có tên là Triumph of Parkus đến từ nhà August. Thì chai này Hào cũng có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, và cũng như là Thảo cũng có nói rất là nhiều lần trong các vlog của tụi mình. Và chai này cũng là chai best seller và cũng gọi là chai signature nhất của nhà August luôn. Và thật sự mùi hương của em này ban đầu Hào ngửi hả, ngu Hào tới tận bây giờ Hào vẫn nghĩ đó là mặc dù là một người fragrance reviewer, một người reviewer nước hoa, nhưng mà gu của Hào cũng vẫn khá là basic. Những cái mùi nào mà nó đậm quá, nó ngọt quá, nó nói chung là kiểu nó lạ quá thì có thể Hào sẽ vẫn không thích. Nhưng mà riêng đối với em này á, thì những cái tông chính của nó sẽ là thuốc lá nè, hương trái cây nè, gỗ nè, nói chung là mùi rượu, bougie. Thật sự nó rất là lạ, chưa có từng một chai nước hoa nào giống vậy luôn. Nhưng mà cái lý do Hào không thích đó là bởi vì nó quá lạ. Nhưng mà đối với bản thân Hào á, thì Hào luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó nó lạ. Cho nên đối với một cái chai nước hoa mà nó độc đáo như thế này thì Hào đánh giá cao. Nhưng mà tới sau khi mà Hào cảm thụ được nó thì nó vẫn chưa phải là gu của Hào. Và mất 6 tháng mà Hào vẫn luôn có thử đi thử lại, nhưng mà lúc đó Hào vẫn chưa thật sự là thích. Khoảnh khắc mà Hào thích đó là Hào về quê. Và lúc đó là thời tiết là ở ngoài Phú Yên của Hào miền Trung á, là Tết luôn, không khí này sẽ rất là lạnh. Nói chung là nó se lạnh lạnh mát mát. Thì lúc đó Hào xịt cái em này lên thì quả thật là xuất sắc. Thật sự là mùi hương em này nó lên một cái không khí lạnh, nó làm tạo một cái cảm giác mình sexy, nó có một cái gì đó nó rất là sang, rất là quý phái, nó có một gì rất là quyền lực nữa. Mà thật sự xịt mùi hương này lên là không có đụng hàng về đâu được luôn. Nói về độ lưu hương thì em này là một những con beast mode bám trên da Hào, nó vừa tỏa nè, nó tỏa như đúng nghĩa là một con beast, một con quái vật luôn á, mà nó còn lưu hương rất là lâu. Khi mà lên da Hào có thể được cả ngày luôn, có nghĩa là gần full, còn phải là gần 20 tiếng luôn á. Hào không nói gian nha, Hào là một đứa rất là da trâu, và một cái chai nước hoa mà bám trên da Hào có thể gần được một ngày như vậy. Và ngồi đây nếu mà xịt lên thì Hào nghĩ có thể lên tới 2-3 ngày luôn á. Thì em này có một cái cú quay xe rất là ngoạn mục, và thật sự rất là xứng đáng của cái thời gian mà Hào bỏ ra nửa năm để mình thẩm thêm mùi em nó nè, để có một cái chiều sâu, để có một cái cảm sự thay đổi trong cảm xúc á. Thì đối với em này thì Hào đánh giá cực kỳ cao luôn. Ok, và tiếp với cái case, cái trường hợp thứ ba, đây là cũng một trường hợp tương tự với lại Baccarat Rouge 40, một chai nước hoa Hào đã từng sở hữu và từng khá là thích, chỉ là khá thích thôi. Nhưng mà tới tận bây giờ thì một cái chai nước hoa mà Hào không bao giờ đụng tới luôn, đó chính là You Are So Much. Đây, một cái case điển hình đó là thật sự là đây ra ngoài đường nghe quá nhiều người sử dụng, và ngoài ra nó mùi nó rất là, nó bị phổ biến hóa quá, nó bị phổ biến đi rất là nhiều so với cái thời xưa mà Hào mới bắt đầu sử dụng là tầm khoảng 2016, 2017 ha. Cho nên là thật sự tới mùi hương em này bây giờ Hào thấy Hào lạy dài luôn á. Và kiểu giống như là ghét của nào chở trai của nấy, Hào rất là ghét Dior Sauvage, mà bồ của Hào thì đang sử dụng Dior Sauvage luôn. Nhưng mà thật ra bạn Hào thì cũng không đánh giá cao quá, Dior Sauvage chỉ là được cho chứ không phải là mua nha, được tặng. Cho nên là bạn Hào chỉ có sử dụng mục đích đi tập gym là chính, đi tập nói chung là đi dạy hàng ngày thôi, chứ còn mà đi để dress up lên đồ đi hẹn hò thì chắc chắn
bộ Hào sẽ không có sự trao đi của Sobot này. Nhưng mà dĩ nhiên nha, Hào không phải là Hào chơi nó, nhưng mà giờ Hào chỉ chơi một cái điểm đó chính là nó đụng hàng quá nhiều. Nên nó đâm ra kiểu như là cái thứ gì đó mình gặp nhiều quá, mình được fit, mình được cho ăn nhiều quá, mình cũng bị bộ thực á. Thì được trường hợp bắt đầu như vậy. Nhưng mà mỗi khi bộ Hào mà sẽ cái trao đi của Sobot này lên á, Hào ngửi từ xa thì Hào vẫn thấy đó là người của bộ Hào nghe mùi rất là fresh, rất là tươi. Nói chung là có một gì đó là nam tính thì cái chai này vẫn được cái điểm cộng đó về mùi hương. Nhưng nó về cái độ phổ biến thì thôi, Hào không muốn bàn tới nữa ha, rất là sợ rồi á. Ok, và tiếp theo sẽ là một cái honorable mention, đó là Hào có một cái chai nước hoa của bộ Hào và hiện tại đang rất là thích và cũng là một cái chai trong nằm trong bucket list của Hào. Đó chính là number 19 của nhà Chanel. Hồi đầu mới qua khi mà gặp bạn của Hào lần đầu tiên luôn, Hào được diện kiến cái bộ sưu tập của bộ Hào á, thì có chai Chanel number 19 thì Hào có thử và Hào khẳng định luôn đây là cái chai nước hoa, một chai nước hoa Hào ghét nhất trong bộ sưu tập này. Bởi vì nó là một cái vibe real nè, mùi kiểu green mossy, mùi real, nói chung là mùi rễ, một chút festive. Nhưng mà kiểu là Hào chỉ ngửi cái cọ là cái opening cái ban đầu thôi mà Hào đánh giá cả một cái chai nước hoa luôn, thì lúc đó Hào hơi sai lầm khi Hào phán là chai nước hoa ghét nhất. Thì một lần nữa ghét của nào chơi trao của nó, thì bây giờ Hào lại mê cho nó nhất. Bởi vì khi mà cái đoạn đầu cái opening nó sẽ hơi rough, nó hơi gọi là có một cái khởi đầu nó không có mượt da lắm á, nhưng mà lúc sau mùi hương từ mùi rêu, mùi xanh nè, nó sẽ chuyển sang một cái mùi hương hoa phấn nhẹ nhẹ nhàng. Và một cái mùi hương hoa phấn này rất là đặc trưng với lại của nhà Chanel. Khi mà mọi người ngửi Chanel nó sẽ rất là đặc trưng, rất rõ, giống như trong những cái chai như là number 5 hoặc là Mocha Zen thì nó sẽ hơi ngọt hơn một tí. Nhưng mà riêng cái chai giống như là có 1957 1957 thì nó cũng rất là tương tự, nhưng mà chai number 19 nó sẽ green, nó mossy hơn. Thì cái chai đó hiện tại là cũng có một cái cú quay xe đối với Hào, đó là một cái chai Hào từng phán rất là ghét, nhưng mà sau khi được thẩm mùi tầm khoảng 2-3 tuần á, và Hào ngửi mùi nhiều hơn, và đặc biệt hơn là có một cái buổi day tonight Hào đi hẹn hò thì bộ Hào nó có xịt cái chai đó. Tuy là tỏ mùi không mạnh, nó tỏ mùi khá là nhẹ, nhưng mà Hào ngồi sau xe nó thoảng mùi gió nó đưa vào mũi Hào thì thật sự Hào thấy rất là cuốn. Cái mùi hương nó sẽ rất là nhẹ nhàng, classic, một cái mùi hương đó là cổ điển mà mọi người không còn gọi là một cái mùi hương nó effortless á, nó không còn phải show off quá nhiều thứ, nhưng mà vẫn gây mọi người ra được một cái thiện cảm rất là lớn. Thì cái number 19 là một miếng chai nước hoa Hào có cú quay xe từ ghét cho tới thích. Ok, và còn hai chai nữa mà Hào muốn chia sẻ đến với cho mọi người thì có hai trường hợp nữa ha. Thì chai này Givenchy Gentleman Eau de Parfum, em này thì Hào khen nha, Hào thích, nhưng mà dần dần thì cái cảm giác của Hào nó cũng bị phai nhạt đi, không phải là vì cái mùi hương, bởi vì mùi hương của em này vẫn là một cái tông mùi iris, mùi hương hoa iris nè, có một cái phấn nó hơi make up nhưng mà nó sẽ thiên gỗ nhiều hơn một tí, mùi nó sẽ ấm áp hơn và nó nồng hơn rất là nhiều so với là Dior Homme Intense. Và lý do mà Hào không còn cảm tình như xưa đối với cái em Givenchy Gentleman Eau de Parfum này á, thì mùi hương của Givenchy nó sẽ Hào thấy nó ấm hơn, nó cay hơn nhiều, nên đối với những cái thời gian mà Hào sử dụng ở Sài Gòn và Hào được test á, thì nó bị nồng quá. Thật sự là những cái ngày mà cũng có thể là tại do cái lỗi nằm ở việc là Hào thử vào những cái thời điểm nó không có đúng, nhưng mà thời điểm như là Hào đã sử dụng vào buổi tối rồi ở Sài Gòn, nhưng mà đôi lúc nó vẫn trời nó vẫn còn bị hầm hầm á, và ngồi đây đi ngoài đường cái khói xe rồi những cái thứ khác ở môi trường bên ngoài nó cộng hưởng lại, nó làm Hào bị khó chịu đối với em này. Còn riêng Dior Homme Intense thì Hào vẫn thấy có một cái độ mượt nào đó, còn đối với em này thì Hào nghĩ khi mà Hào sử dụng buổi tối rồi mà nó vẫn bị cay, bị nồng quá, cho nên là càng về sau về cái performance của em nó quá tốt, cho nên là Hào bị dội quá, cho nên là Hào không còn thích em này như xưa nữa. Nhưng mà nói về một cái mùi iris thì Hào vẫn đánh giá cao đối với em Givenchy Gentleman Eau de Parfum này. Ok, và còn một chai cuối cùng nữa thì chai này cũng là có một cái cú quay xe ngoạn mục trong lòng Hào, bởi vì nó đã chuyển từ một cái mùi hương mà Hào nhớ là Hào bắt đầu đi làm ở này một phim vào tầm 2 năm trước, và Hào có một cái tester ở dưới cửa hàng và Hào rất là ghét cái mùi đó. Một cái Hào xịt ra Hào nói tại sao Prada có thể sản xuất ra một cái chai nước hoa mà nó dị mà nó quá như vậy. Thì cái chai đó có tên là Luna Rossa Black. Và tới thời điểm bây giờ sau 2 năm ha, và sau khi một thời gian rất là dài và chai này được nhập hàng lại ở năm bộ phim này, và Hào thử lại thì Hào thấy wow, nó dần dần nó là một cái grower, có nghĩa là một cái chai nước hoa mà Hào thích theo thời gian tăng dần á. Và chai nước hoa này Hào cũng khẳng định luôn khi mà Hào review cái chai nước hoa cái dòng Luna Rossa đó, chính là đây là chai nước hoa khác biệt nhất, nổi bật nhất và cũng là chai nước hoa đáng mua nhất của dòng Luna Rossa. Bởi vì sao? So với những cái dòng khác như là mình có dòng Amber hoặc là dòng Infusion hoặc là Prada Loam, thì mọi người thấy được rằng đó là cái màu chung của nhà Prada là họ chuyên sản xuất những cái mùi hương nó rất là nổi bật, và cái hương đó là powdery, nó hương phấn. Nhưng quay tới cái dòng Luna Rossa thì nó thì thiên hướng những cái mùi hương citrus, những mùi hương năng động và trẻ trung hơn, cho nên đối với cái dòng đó thì họ không đánh giá cao bằng những cái dòng còn lại, mặc dù đó là những mùi hương cũng rất là nịnh mũi nha. Nhưng mà riêng tới cái chai Prada Black này, nó thực sự đúng nghĩa là một con cừu đen ở trong cái bầy luôn á, trong cái bầy Luna Rossa, bởi vì em này nó lên một cái tông mùi ban đầu chỉ là mùi gỗ và mùi cỏ khô, nhưng mà càng về sau thì mùi hương nó sẽ dậy lên cái mùi phấn, mùi amber nữa. Nếu mọi người kỹ, mọi người sẽ được ra được cái vibe của
mùi Amber. Và cái chai này họ thích bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn nhớ cái lần mà tầm khoảng 3 tuần trước họ có ấn tượng đó là họ xịt vài shot, tầm khoảng là 1-2 shot ở trên vai và một cái shot ở trên tay để họ test mùi. Thì hôm đó trời mưa rất là to, trời rất là lạnh luôn và họ phải dầm mưa đi từ quận Tân Bình qua quận 3 để thì đi họ đi dạy Zumba sau giờ làm á. Thì hôm đó họ lên tới công ty, họ tới chỗ dạy thì bắt đầu họ ngửi lại trên người thì vẫn còn thoang thoảng một cái mùi phấn nhẹ nhẹ của Prada Black, Rune Rosa Black này, nhưng mà trên tay họ ngửi một cái mùi gỗ nó rất là nam tính, rất là manly mà cộng thêm cái mùi phấn nữa, nó cảm giác nó tạo ra một cảm giác rất là da thịt, nó kiểu như nó rất là uyển chuyển trên mượt mà trên da á. Và đó là cũng cái lúc mà họ nghĩ rằng, họ cũng khẳng định rằng là cái chai này sẽ rất là phù hợp đối với những cái thời tiết lạnh hoặc là những cái gì mà mọi người đi Đà Lạt nè. Thật sự nếu mà lên Đà Lạt hả, họ vẫn cần mang theo cái chai này, họ xịt 1-2 shot và sau đó họ ấm với người yêu của họ ở trên đó, ở trong hotel, ở trong homestay gì đó, chỉ cần ấm nhau và xịt cái mùi này là họ thấy sướng, họ thấy thích rồi, chứ không cần phải diện đi đâu hết trơn á. Đó là cái cảm giác mà họ đem lại từ cái mùi hương này đem lại cho họ ha. Thì cái mùi hương em này nó cũng tốn 2 năm, nói chung là sau 2 năm họ cũng có thể thẩm được mùi hương em này, và đây là một trong những chai nước hoa mà nằm trong bucket list của họ và họ đang có muốn có cho một setup á. Thì họ nghĩ nếu mọi người thấy một cái tông mùi gỗ mà nó hơi phấn nhẹ thôi, không phải là phấn kiểu đồ makeup của nữ tính đâu nha, nhưng mà mọi người thì có thể thử qua em này bởi vì họ thấy nó là một hidden gem của nhà Prada. Ok, và vừa rồi là một vài chia sẻ của Hào về những chai nước hoa mà Hào có một cái sự thay đổi về tình cảm cũng như là gu của Hào ha. Thì nói chung trong cuộc sống này mà chắc chắn ai cũng như vậy thôi. Hào cũng khá là bất ngờ bởi vì là Hào của những năm trước khi mà Hào mới bắt đầu sưu tập nước hoa, biết tới thế giới mùi hương nè, tự đi tìm tòi những cái mùi hương trên mạng, đọc review online và sau đó tự blind buy á. Và sau cái thời điểm đó và thì đến hiện tại bây giờ Hào cũng có một cái gu nó khác biệt đi khá là nhiều luôn á. Thì nói chung là mỗi người sẽ có một gu khác nhau ha, và đây là những chai nước hoa Hào đã có cuốn chia sẻ rồi. Mọi người có những cái chai nào mà cũng có tương tự như Hào á, còn có một cái sự thay đổi cảm xúc á thì comment cho Hào biết nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe kênh giải trí Number Phone TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.